shop thanhsoaica.com, shop thử vận may vòng quay Free Fire. Chỉ với 19k anh em có cơ hội nổ hũ lên đến 19.999 kim cương. Và đặc biệt ở trong shop có rất là nhiều ác Free Fire ngon bổ rẻ, tha hồ cho anh em lựa chọn. Anh em nhanh tay truy cập vào shop thanhsoaica.com thôi nào. Đường link shop mình để dưới phần mô tả và phần comment cho anh em nhé. Anh reaction lại cu lì đi anh. Dạo này anh cu lì bắn ảo ma lắm anh. Và anh còn nhớ em là người bình luận trên like anh kêu reaction Huy Mobile không? Rồi ok, thì ngày hôm nay theo yêu cầu của bạn Duy Anh Nguyễn thì mình sẽ reaction cu lì các bạn nha. Thì trước khi vào video reaction ngày hôm nay, các bạn nhớ bấm cho mình một like và một đăng ký kênh nha. Còn link của cu lì sẽ để dưới mô tả cho anh em nha. Anh em qua xem video nhớ bấm like và đăng ký kênh cho cu lì nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ reaction cu lì. Đấy, nghe các bạn nói là bắn ảo ma lắm. Ok, để xem nào. Đây, video mới nhất của cu lì đây. Đấy. Ok, mình sẽ tua lại đoạn này đi. Nãy mình có ghé qua kênh của cu lì một tí, nhưng mà mình cũng chưa xem hết cái đoạn video này. Rồi, let's go. À, bấm like chưa nhỉ? À, bấm like rồi anh em. Ok, bấm like rồi. Okay. Mới về đấy, 4.000 like bằng Evented. Let's go. Đến với 2 like của Cooly. Rồi ra đạn vào đầu. Đoạn này chắc là ngoẻo anh em ạ. Đấy, 1 này, 2 này. Đấy, 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 chắc là ngoẻo rồi anh em. Mất 2 like anh em ạ. Không sao, vẫn đẳng cấp anh em ạ. Cú lì xử lý hay lắm anh em ạ. Pha này hay nhỉ, kéo từ trên xuống bay vào đầu anh em ạ. Hay, xử lý quá hay anh em. Để mình giảm cái tiếng xuống một tí anh em ơi. Ui giời ơi, kéo kinh cho anh em. Ra đạn vào đầu. Phóng lựu à? Quá đẳng cấp anh em ơi. Ra đạn vào đầu. Xong rồi, thằng kia xong rồi. Bay đầu, ui giời ơi, biết ngay mà, giống như trong kịch bản luôn anh em. Ua. Ua. Xử lý hay cho anh em, quá hay anh em ơi, xử lý quá hay luôn. Bốp đấy, biết ngay là vào đầu mà anh em. Nhưng mà pha đây cũng hay nha, pha đây xử lý thế là hay rồi đấy. Ra đạn vào đầu, bay đầu. Đù. Đẳng cấp anh em ạ, kéo uầy. Uầy. Kinh nha, kinh nha.
Xem lại pha này anh em ơi. Nhanh thật. Đù. Gớm thật sự. Quá đẳng cấp. Quá chất lượng anh em ạ. Bắn shot à? Đù. Ơ đù. Đã cấp anh em ạ. Nhiều pha ảo thật nha. Uầy. Đoạn highlight này chất lượng thế nhở. Uầy. Đủ. Thôi rồi, hay quá anh em ạ. Con này xử lý bắn hay quá anh em. Xem lại. Con này hay thế nhở. Ôi rồi. Hay quá, pha vừa rồi, pha này hay quá anh em. Pha này chất lượng quá anh em ạ. Uầy đấy. Pha này hay thế. Ui giời. Quá đẳng cấp anh em ạ. Quá là chất lượng, càng ngày Hào làm highlight càng hay nha các bạn nha. Cu Lì càng ngày càng bắn kinh anh em ạ. Ui giời. Là quá hay anh em ạ. Chất lượng thế nhỉ. Ơ đù. Được. Đoạn highlight này mình thích đấy anh em ạ. Bạn này đoạn này hay quá anh em ạ. Quá hay. Lắc. Ui giời. Đoạn highlight này quá chất lượng anh em ạ, xem thật sự là cực kỳ hay luôn. À, cấp anh em ạ. 22 máu à? We'll be right back.
Gã đạn nào vào đầu anh em ạ, quá đẳng cấp luôn. Không, ăn lựu rồi, ăn lựu rồi. Bùm. Hay quá anh em ạ. Quá chất lượng cái đoạn highlight này, thề anh em ạ. Trước đến giờ mình xem cái đoạn highlight, những cái đoạn highlight của Cooly là cái đoạn highlight này cực kỳ hay nha. Lâu mình cũng không có xem Cooly tại vì mình rất là bận, không có thời gian xem video anh em ạ. Nhưng mà ngày hôm nay reaction cái đoạn video này của Cooly mình thấy quá chất lượng anh em ơi. Thật sự là đẳng, quá đẳng cấp anh em ạ. Anh em hãy bấm vào link dưới mô tả qua cho Cooly một like, một đăng ký nha anh em ơi. Đoạn highlight này hay quá anh em ạ. 10 điểm. Ok, cảm ơn anh em đã xem hết đoạn video reaction này của mình nha. Nếu anh em thấy video hay, đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh nha. Ok, và mình hẹn tất cả anh em vào những clip tiếp theo nha. Và anh em biết bạn nào có kỹ năng, có tài năng, anh em hãy comment ở bên dưới cho mình biết để mình reaction giúp đỡ những bạn đấy nha. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye anh em.